Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Hôm nay Thanh Lan lại mời quý vị trở lại với Son Lê. Đấy, nụ cười rất là tươi, ánh mắt rất là yêu đời, có nghĩa rằng nhìn tương lai với một màu hồng. Thì trong những ngày vừa qua đó, trước khi hỏi Son Lê, xin mời Son Lê gửi đến khán giả của Thanh Lan Show những lời chào thân thương. Trước tiên là chào cô Thanh Lan và Son Lê. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân thương của channel cô Thanh Lan. Hôm nay Son rất là vui một lần nữa đến đây gặp cô và tâm tình với cô cùng khán giả. Thì đấy, thưa quý vị, cứ gặp nhau hoài rồi đâm ra cứ xem như là con cháu trong nhà, chả có biết lễ nghĩa gì nữa hết trơn. Thì Thanh Lan có cảm giác rằng mấy ngày hôm nay nè, tại nước Mỹ đi bất cứ đâu đều thấy có một cái không khí huy hoàng ghê gớm lắm. Xong rồi mình mới sực nhớ ra rằng thời gian này là đầu tháng 7 là ngày lễ độc lập của Mỹ. Đúng và rồi. Sắp tới cũng tới ngày lễ độc lập của Pháp. Đúng rồi. Rồi thì là những ngày lễ lớn nó lại hiện ra trong trí nhớ mình. Thế trong gia đình của Son Lê mỗi lần mà có những ngày lễ lớn thì tổ chức ra sao? Nếu mà nói về cái kỷ niệm thời xưa đó, Son thích nhất là Noel với Tết đó cô. Tại vì Noel những cái thời gian đó là mình được thức khuya, đi lễ nửa đêm rồi 2 giờ sáng mới ngủ. Rồi Tết cũng vậy, giao thừa thì anh em đi đốt không pháo rồi đi ngủ. Không ai đi ngủ sớm, con nít mà cô. Dạ. Cho đến khi mà qua đến Mỹ thì khi mà Son lớn lên 18 tuổi thì Son đi lính rồi. Thì Son phục vụ 20 năm ở trong quân đội, thì cái khoảng thời gian đó là Son đi xa nhà. Thì trong 20 năm đó, cái khoảng thời gian mà mình trưởng thành đó, mình lại không có cái không khí gọi là những ngày nghỉ mà mình spend time với gia đình. Không có gia đình xung quanh. Thì đó, thì cho nên là Son giống như là Son dường như là bị quên mất đi cái không khí đó nó như thế nào. Khi trở về nhà thì có thì đó. Được hưởng lại không? Cho nên là Son mới cảm thấy là những ngày lễ mà trong năm đó dường như là có một cái mục đích là để cho chúng ta dành thời gian cho gia đình. Dạ. Ấm cúng. Có lý do để chúng mình tụ họp. Đúng rồi cô. Đúng không? Nhưng mà nếu mà cô không lầm thì ở nước Mỹ này á, tháng nào cũng có cái lễ gì. Thì đó. Nha. Tháng nào cũng có một tháng cái ngày đặc biệt. Tháng nào cũng có một cái lý do để người ta phải đi mua sắm quà tặng cho người thân này. Đúng rồi. Rồi đi ăn uống chung này. Dạ, dạ. Cái tình cảm gia đình nó còn mãi mãi với nhau. Nhưng mà những cái ngày lễ bên Mỹ thì Son cảm giác giống như trừ những cái ngày lễ lớn á, mà Son đang nghĩ là mấy cái ngày mà lễ nhỏ nhỏ, dường như là cái mục đích là họ muốn mình đi mua sắm, mình đi xài tiền, thì đi là, ăn xài. Các công ty họ cũng khôn lắm đó, họ lợi dụng những cái ngày lễ đó để cho chúng mình phải móc túi ra. Bởi vậy mới có ngày Valentine đó cô. Valentine là lễ tình yêu. Nhưng mà phải đi mua quà. Phải nhận định rõ ràng rằng không phải là tình yêu đôi lứa không đâu. Mà thí dụ như là Son ái mộ một cái người nào đó, muốn chọn cái người đó là Valentine của mình trong cái năm nay cũng được vậy. Dạ, dạ. Ví dụ như là cô giáo hay là gì đó. Nhưng mà cô biết sao? Về sau này khi mà Son về hưu rồi đó, thì Son mới phát hiện ra là wow, thì ra là mình đã bị missing một cái cảm giác. Cái ngày lễ thì mình không nói, nhưng mà cái cảm giác trong cái ngày lễ đó mình bị missing từ bấy lâu nay mà bây giờ mình mới phát giác ra được. Là vì trong một cái buổi khi mà Son đi mua hoa đó cô, giống như mùa Tết sắp tới đó, thì mình đi chợ hoa, mình mua sắm hoa ở khu Việt Nam mình đây nè, trên đường Bố Sa nè. Tự nhiên cái mình đi đến đó thì mình ngửi thấy những cái mùi người ta nướng thịt, rồi thấy người ta trưng bày những cái phong bì, những cái bao lì xì đó cô. Bao lì xì màu là đỏ. Tết nào mình cũng phải mua đó. Rồi. Rồi pháo, rồi những cái bông mà màu vàng, nói chung là màu đỏ, màu vàng rất là nhiều. Tự nhiên cái mình có cái cảm giác nó wow, nhớ lại hồi xưa khi mà Son còn nhỏ đó, mẹ Son hay dắt đi chợ mua đồ rồi này kia. Tự nhiên nhớ lắm, nhớ mà nhiều khi mình muốn khóc luôn á. Mà cái cảm giác này lâu lắm rồi mình mới quay lại. Khoan, cho hỏi câu này hơi tò mò, hơi thắc mắc nè. Dạ. Son có mấy anh em, anh chị em? Nhà Son có tới 7 anh chị em là. Vậy hả? Bao nhiêu người chị?
Sean có hai người chị gái, hai người em gái. Mà tại sao mẹ không dắt ai mà lại dắt Sean đi chợ? À, cắt nghĩa đi, cắt nghĩa đi. Có phải là cưng nhất nhà không? Không phải đâu, tại vì Sean nghĩ là lúc đó là các em Sean thì nó còn nhỏ quá. Lúc mà Sean đoán là lúc đó khoảng chừng 5-6 tuổi gì đó. Mấy đứa em thì nó nhỏ, còn vài đứa thì nó vẫn chưa sanh ra mà. Còn anh chị thì lớn rồi, không đi được. Cho nên là Sean may mắn là cái lúc đó nó vào cái độ tuổi mà mẹ thích dắt đi chợ. Đúng rồi, đúng rồi. Đi chợ nào? Hình như là chợ Biên Hòa. Sean nhớ hồi đó Sean ở Biên Hòa. Mà cái mùi thịt nướng đó, trời, mình nhớ mãi, mình không quên được nha cô. Mà cho nên là về sau này khi mà Sean đi chợ, Sean nhớ lại cái cảm giác đó. Tự nhiên cái Sean cảm thấy là mình, cái thời gian nó trôi qua nhanh quá cô. Và giống như là mỗi ngày mà cái mùa holidays mà nó tới đó, Noel hoặc là Tết, hoặc là những ngày lễ giống như là July 4 như thế này, đang giống như mình phải dành cho gia đình. Mà nghe nói thịt nướng thèm quá. Chắc tí phải đi kiếm ăn. Là vì cô cứ có cái ý nghĩ thế này, là không biết mọi người, quý vị có nghĩ giống Thanh Lan hay là Sean có nghĩ giống Thanh Lan không nha, là tại sao cái thịt nướng ở bên Việt Nam nó cứ thơm hơn ở đây là sao? Sean nghĩ tại vì người nướng bằng than đó cô. Mà hình như nó có tí mỡ phải không? Có, đúng bên rồi. Bên này người ta kỹ ăn mỡ lắm. Dạ. Bên kia thì vừa lửa than đúng mà rồi, vừa mỡ. Cho nên là cô lại thích ăn cái miếng thịt ba chỉ hơn là cái miếng thịt bằm. Tại vì bao giờ cũng có thêm một cái thịt bằm. Sean giống cô cái điều đó. Sean thích cái gì nó phải có tí xíu mỡ. Không, nhưng mà ăn vào thì không tốt đâu đó nghe. Mình sẽ bị tròn. Không sao đâu cô, ăn thoải mái đi. Dạ vâng, thưa quý vị, cả đời á mà cô nói với người ta là cô cả đời cô không bao giờ được ăn no, ai cũng cười nha. Ủa, tại sao vậy? Thì muốn thon. Yeah. Muốn thon thì lúc nào mình cũng phải hơi đói đói thì nó mới đẹp. Yeah. Còn nếu mà mình lúc nào cũng hơi no no là mình hết đẹp rồi. Yeah. Đấy, bởi vậy thưa quý vị, phải muốn đẹp phải đau khổ mới được đẹp. Hy sinh đó. Nhưng mà cô nhớ đau khổ vì sắc đẹp. Cô uống nhiều nước vào. Đúng cái đó thì cô biết. Lúc này cô cố gắng cô uống ngày mấy chai chứ. Hồi trước thì như hơi làm biếng uống nước. Nhưng mà Sean cảm thấy là đôi khi mình cũng nên giống như là cho mình một cái phần thưởng đó cô. Ví dụ như là cô hy sinh từ thứ hai đến thứ sáu thì ít nhất một ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật cô ăn thoải mái. Nói cho nghe, hồi xưa đó mình chỉ hy sinh mấy ngày cuối tuần thôi tại vì mình đi hát. Nhưng bây giờ những ngày đầu tuần mình lại quay YouTube, mình lại phải đẹp ở trên YouTube nữa, chứ lên YouTube mà xấu quá quý vị không thèm xem. Quý vị có thấy là cô lo sao? Quý vị thấy cô có đẹp không? Cô cứ lo là lên YouTube rồi cô làm thất vọng khán giả của cô. Tại vì cô rất là quý những người khán giả như là những cô chú bác, anh chị đã theo dõi cô Thanh Lan từ lâu. Và cô rất là giống như là cô có cái tinh thần phục vụ, nó vẫn còn cháy bỏng vậy đó. Thì giống như vậy nè. Thế ví dụ như mình thương bố mẹ mình thì lúc nào mình cũng muốn bố mẹ mình hài lòng. Chứ mình đâu có muốn làm cái gì cho bố mẹ thất vọng đâu. Ngày xưa mỗi lần mà cô hát một cái bài gì á mà được thành công là bố mẹ vui lắm. Bố mẹ tuyệt nhiên không bao giờ cấm cô cái chuyện đi hát mà lại còn khuyến khích nữa, lạ không? Rất là hay, bố mẹ nào mà không thương con hả cô ha? Miễn là cô vui là bố mẹ vui rồi. Yeah. Chứ không có cái cách mà kêu là đi hát thì thế này thế kia thế nọ, không có. Tại vì bố mẹ cũng mê âm nhạc lắm. Nhưng mà cô nói tóm lại cô cũng đừng có hy sinh nhiều quá nhá. Đừng hy sinh nhiều quá. Cũng phải chăm sóc bản thân thì, cô à. Tại vì thưa quý vị, Thanh Lan nó thường nói rằng mình đã hy sinh suốt cuộc đời rồi, bây giờ còn có khúc đuôi nữa thôi. Thì thôi cố gắng vậy. Thế thì những cái ngày lễ hồi nãy vừa mới hỏi cái chuyện mà trong gia đình á, như thế này, sum họp như thế nào, rồi cái tới cái chuyện mà mẹ dắt đi chợ này. Đấy, rồi bây giờ thì bây giờ có được sống gần mẹ không? Không cô, mẹ của Sean thì ở tiểu bang xa. Bà thì có, tại vì anh chị em của Sean vẫn còn bên đó. Ở tiểu bang xa Minnesota. Nó cũng hơi lạnh thì Sean cũng có nhiều lần. Hôm trước cô vừa mới đi hát bên đó về. Chỗ nào cô? Mới tháng trước nè. Chưa, cô chẳng nhớ. Minneapolis. Sean ở St. Paul. Thì đó, St. Paul cũng gần nhau. Từ là cô đi xuống cái phi trường đó đó. Nhà mẹ Sean ở St. Paul thôi. Còn anh chị em thì rải rác tùm lum hết á. Có người thì ở Blaine, rồi ở Shakopee hay là cái gì đó, Sean, Bloomington hay gì đó. Khán giả ở Minnesota có một điều cô biết gì không? Tại vì ở đó
không có đông đảo cộng đồng người Việt. Nên quý người Việt lắm. Quý lắm. Mê lắm. Gặp là quý lắm, coi như người nhà vậy đó. Mà cái lúc mà lúc mà cô hát, cô cứ thấy người ta ngồi dưới, người ta nhìn này, nhìn kỹ lắm. Nhiều khi mình cũng phân tâm ấy chứ. Ủa cô này phải cô Thanh Lan hay cô nào vậy? Thanh Lan ngoài đời sao trẻ dữ vậy? Thôi, lấy nịnh nữa. Dạ vâng, thưa quý vị, mỗi lần mà Thanh Lan gặp Xuân Lê là tối đó về là ngủ ngon lắm. Tại vì bị khen miết, khen hết cái này không cái phải kia. Là một mình Sean khen đâu, mà lúc nãy là cô cháu mình có livestream bên kia của Sean. Trời ơi, cả ngàn khán giả họ khen cô. Mỗi lần mà Sean cứ hỏi quý vị thấy cô có lo sao, quý vị thấy cô đẹp không, nếu mà ai thấy cô đẹp bấm số 1 qua trời luôn. Trời ơi. Vâng, thưa quý vị, Thanh Lan rất là cảm động trước tấm lòng yêu mến của quý vị. Nên là thì mỗi tuần dù cho trời nắng trời mưa, dù cho khỏe hay không khỏe, cũng vẫn phải cố gắng hầu chuyện quý vị một lần một tuần. Đấy, do vậy thì nếu mà suy ra cho cùng thì nó cũng là điều tốt. Tại vì bây giờ không có cần phải ai hỏi thăm mình là có khỏe hay không. Cứ mỗi tuần cứ thấy mình lên show là biết mình khỏe rồi. Mình cứ xuất hiện mình nói chuyện là là khán giả hiểu rồi đó. Thế Sean có thích cái công việc làm của mình hiện nay không? Đó, cứ lên nói chuyện với khán giả, thích nhỉ? Sean thích, nhỉ? Mình vui. Không làm thì thôi chứ làm mình mê đó. Tại vì thì mới đầu thì cô nói thật là cái mùa Covid đó cô buồn quá không biết làm gì. Nói thôi thì thay vì mình bay đi đến tận nơi hát gặp gỡ khán giả mà bây giờ không có ai tổ chức gì cả, thôi thì mình qua YouTube mình gặp gỡ khán giả vậy. Do vậy mình cũng có được cái niềm vui trong cái thời gian đó. Rồi thì nó quen đi rồi bây giờ cứ làm luôn. Bây giờ cũng được gần 4 năm rồi chứ. Wow. Cô đừng bỏ nha. Cô phải làm thường xuyên để cho khán giả có cơ hội thấy được cô. Tại vì đi cô thì cũng đi lưu diễn, nhưng mà những người khác mà họ ở những cái tiểu bang xa, những nơi mà không có tổ chức, hẹo lắm, tổ chức đúng rồi, sao là sao họ gặp được cô? Sắp tới thì Thanh Lan lại được trở lại Canada lần thứ 3 trong năm nay. Vui quá. Cô đi chỗ nào ở Canada? Có lần thì Montreal nè, có lần thì Toronto, có lần thì Ottawa, Vancouver. Đấy, cứ từ đi. Lần trước là Sean gặp cô ở như Montreal phải không? Cái chỗ mình người ta nói tiếng Pháp nhiều đó cô. Sơn thích cái thành phố đó. Sơn thích thành phố đó ghê luôn á. Chỗ đó trông cổ kính nhỉ. Cổ kính. Cô cũng thích. Cô thích đi có cái nhà thờ Saint Joseph. Đúng rồi. Bậc thang nó cao ghê lắm cơ. Đúng rồi. Leo mà lên tới trên đó chắc. Sơn có lên đó làm video mà. Ngồi thở không nổi luôn chứ nhỉ. Nó có thang máy rồi cô. Đi vô là thang máy lên đứng từ trên trên cao đó mà mình nhìn xuống, trời ơi cảnh thích đẹp, đẹp ha. Có mấy lần cô cũng có đi quay ở Montreal mà ngay cái thời gian mà có tuyết đó. Đẹp lắm. Vui. Nói chung là cô đi nhiều nơi như vậy là cô một hai điểm mà cô thích nhất là chỗ nào? Một hai điểm hả? Nói tóm lại là cô không có phải là cô thích cái nơi đó mà cô thích cái gì có lúc đó nơi đó. Ví dụ như ở Montreal thì cô nhớ cái thời gian mà cô qua có tuyết. Tại vì bên này mình ít khi nhìn thấy tuyết. Đúng rồi. Mình lên Big Bear thì mình cũng thấy vậy. Nhưng mà thì phải đi xa. Nói thiệt chứ xe mình leo lên dốc quá cũng sợ. Cái đường đi nó cũng ghê lắm. Đường đi ghê quá chưa dám đi. Ngoằn ngoèo đủ thứ. Đấy. Thì thưa quý vị, có những cái mà mình muốn thấy tận mắt thì tuyết là cái điều mà Thanh Lan thấy đầu tiên lúc mà mới qua Mỹ năm 1993. Thì cái năm đó đi lên Washington DC để đi quay video. Thì cái điều đầu tiên mà buổi tối đó khi mà nhìn qua khung cửa sổ thì thấy tuyết rơi. Và một lần nữa, có một lần đi hát ở bên Đức á, thì là lúc mà mình đến thì không có gì, nhưng lúc mà mình hát xong tới giờ break á, rồi mình ra ký tên CD á, thì nhìn ra cửa thấy tự nhiên tuyết đầu mùa. Dễ thương quá, bèn ra chụp tấm hình ngay. Tuyết đầu mùa nó rơi lả tả ít thôi, mà dưới sân thì cũng chưa có tuyết nhiều. Nó không đẹp giống như những cái cảnh tuyết mà mình thấy trong những bức tranh là tuyết đầy hết rồi. Còn này tuyết đầu mùa mà. Nó chỉ có rơi lả tả thôi. Dễ thương ghê. Sean thì Sean thích cái mùa thu cơ. Mùa thu mà những cái hàng cây mà lá mà nhiều màu đó. Nó nhiều màu. Nhiều màu mà phải qua Canada nữa. Nó ở mấy tiểu bang miền Bắc cũng đẹp. Hoặc là DC cũng đẹp cô. Và mùa thu đó rất là đẹp. Nếu mà nói mùa thu á thì là cái mùa mà các ông nhạc sĩ viết nhạc nhiều nhất. Vậy đó. Nhiều ca khúc nhất. Chứ không phải mùa mưa hả?
Mùa thu. Mùa thu. Ừ. À. Sean cứ nghĩ là mùa mưa mấy ông mới có cảm mùa xúc. Mùa thu thì lúc đó nó mát mát thì không có lạnh. Còn mùa thu mà mùa thu ở Hà Nội á. Yeah. Thì nó không có lạnh quá mà nó lúc đó thì hết nóng rồi. Yeah. Cho nên cái khung cảnh nó tình tứ. À. À, thì các cô gái mặc áo dài thì quấn khăn san bay theo chiều gió. À. Thì các chàng mới lại tả tình tả cảnh. Thích ha. Bài hát hay hơn. Vậy là cô thích mùa thu rồi đó. Cô thì cô cũng thích mùa thu ở Việt Nam đúng. À. Là tại vì mùa hè nó nóng quá chịu không nổi. Yeah. Ngày xưa mà ở Việt Nam mà đi hát về đó cứ tối về là áo ướt đẫm hết à. Ừ. Nóng. Ừ. Mặc dù có những nơi mình hát cũng có máy lạnh đó mà tại sao nó cứ ướt đẫm áo hết. Yeah. Tại vì mình hát những cái bài hát mà phải nhúc nhích nhiều á, không có phải là đứng im hát. Yeah. Ừ. Cho nên là phải nói rằng ca sĩ là sức khỏe phải giống như là đi lính vậy đó Son ơi. Dạ yeah, đúng rồi. Ừ. Khi mà hô là chạy thôi chứ không được nói nô nha. Dạ. Ừ. Cực chứ, Son thấy làm nghề ca sĩ cực chứ. Cũng phải, thứ nhất là phải học thuộc lòng nè. Rồi nhiều phải khi mình vừa, phải vừa cái đầu nè, vừa cái tay cái chân nè, vừa con tim này, vũ điệu này kia nữa. Đấy, chưa phải tính có đến lỗ tai nghe nhạc. Chưa tính trang phục nữa, cô phải thay đủ thứ đồ. Trời ơi. Không, cô sợ nhất là đóng kịch chứ còn hát thì chưa sợ. Đóng kịch là sau một màn này nhá, là chạy vào trong là phải thay áo cho cái màn sau. Mà nhiều khi thay áo không thì phải đổi kiểu tóc nữa chứ đâu có phải là cái kiểu tóc đúng đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì trong một vở kịch nhiều khi nó cách nhau 10 năm, 20 năm không chừng nữa. Yeah. Cho nên mình phải làm khác đi chứ. Đôi khi từ trẻ tới già, rồi nhiều khi lại hồi tưởng, lại trẻ lại. Đóng kịch mệt quá. Cực dạ. Đó, cực lắm. Dạ. Đóng kịch thì khổ hơn là đóng phim nhiều. Yeah. Ừ. Nhưng mà chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi là xong. Còn phim đôi khi 3 tháng chưa xong. Đúng rồi, rất là lâu. Nói tóm lại là ca hát vẫn là dễ nhất hả cô? À, thì ca hát là khỏe nhất. À, nó chỉ có trong một cái buổi tối đó thôi. À. Mà buổi tối đó nếu mà không phải là đêm của mình á, thì mình chỉ có hát cái phần mình của thôi rồi mình khỏe. Yeah. Đó. Nhưng mà nếu mà làm một cái đêm đặc biệt của mình á, thì mình cũng phải ra từ đầu tới cuối, thì cũng phải đi ra đi vào, cũng phải thay áo, cũng giống như đóng kịch vậy. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì khán giả hình như càng ngày càng khó tính hay sao, nên là mỗi khi Thanh Lan đi hát, Thanh Lan cũng phải đem theo mấy bộ, chứ còn không có phải mà mặc một cái áo dài suốt từ đầu tới cuối đâu. Áo dài là mình hát nhạc Việt, tới khi mình hát nhạc Pháp, mà bao giờ quý vị cũng có yêu cầu nhạc Pháp, thì phải đem theo áo đầm hay là quần loe hay vậy đó, cái gì cho nó đẹp trên sân khấu. Cái đó là làm cho Son stress nhiều nhất đó cô. Son sợ nhất là mỗi lần mà đi xa mà mình phải pack đồ. Cái đó là giống như là một cái điều mà Son stress. Trời ơi, Son nói làm cô nhớ ba cô nữa. Mỗi lần mà cô đi ra ngoại quốc hát, ngày mai là lên máy bay, là cô ngồi xếp vali, là ba cô tới kế bên, ngồi kế bên xếp áo dài cho con còn dậy nữa. Cứ nếu mà con sợ nó không có nhăn nhiều thì con đừng có xếp, đừng có gấp, mà con cuộn nó tròn 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 tròn, con đưa vào vali thì nó ít nhăn hơn. Đấy, nhớ lời ba dạy tới đúng, bây giờ. Hay. Yeah. Đúng, nhưng mà still vẫn stress. Xong rồi bây giờ cô đến nhiều cái chỗ của Mỹ đó. Cô thấy họ bán khăn lông, họ cũng cuộn họ rồi. Để chứ họ không có xếp nha. Dạ, đúng rồi. Trong lính họ cũng dài như vậy đó cô, cũng phải cuộn đó. Mấy cái đôi vớ mình đi mình cũng phải cuộn lại. Mà hồi đó ba của cô đâu có đi lính đâu, sao ông biết hay. Hay, ba của cô có cái tính gọn gàng đó. Dạ. Yeah. Ba của cô là một người đàn ông rất là dễ thương. Vào cái thời đó, ba cô là sinh năm 1924 nhé. Wow. Mà hồi thời đó đã cao một thước bảy mấy rồi. Wow. Mà khuôn mặt trách xoan, mà cầm hơi vuông vuông. Yeah. Nhìn rất là cương trực nha. Đó. Mà đầu óc thì thoáng. Mà thời đó đã nói tiếng Anh, tiếng Pháp rồi. Trời, giỏi vậy. Mà tại vì học trường Tây mà, học trường Tây thì đọc sách tiếng Anh dễ dàng. Thì nói tóm lại một trái tim yêu nhân loại. Không hại một con kiến, đó là lời nói của mẹ nha. Ông làm nghề gì vậy cô? Hồi nhỏ thì gia đình làm nghề thầu khoán. Thầu khoán là thầu cái gì? Thầu khoán là thầu để xây cất á. À. Xây cất á. Xây dựng đó hả? Xây dựng, xây có xây trong gia đình bên nội thì hồi trước có xây nhà hát lớn ở Hà Nội, rồi có xây chợ ở Vinh, là hai cái mà lớn nhất đó. Chứ còn mấy cái nhỏ nhỏ thì không, cô không biết, cô chỉ nghe bà kể, thì lúc đó cô đã đẻ ra đâu không biết. Vậy cô, vậy ông không phải là nghệ sĩ hay là làm nghệ thuật không, cô? Cô không có trả nghệ sĩ gì cả. Nhưng mà đôi khi ba ngồi ba hát cho mẹ nghe đó, mình thấy ba hát hay lắm luôn. Dạ.
hát hay không có thua gì Sĩ Phú đâu á. Wow, như đó. Ông tài dữ vậy đó. Mà có nhiều người mời đóng phim lắm. Yeah. Tại vì để hôm nào cô đưa cho xem hình bố mẹ. Oh. À, đó, nhiều người mời đóng phim mà không chịu. Dạ, dạ. Ồ, bữa nào chắc phải qua bên nhà của cô làm một cái video album hình của cô để cô kể lại quá khứ đi. Trời ơi, chắc phải đi tìm, có bây giờ nó để tản mát đâu lung tung beng. Cứ mỗi lần mà dọn nhà lại lại thất thoát đi đâu một một lô. Cứ mỗi lần dọn nhà thôi, tức là từ khi qua Mỹ tới giờ ở chắc cũng phải 6-7 căn nhà khác nhau. Nên là nó vậy đó. Để cô soạn trước đó. Để cô soạn đi. Cái đó cô sao thấy rất là thú vị đó. Dạ. Cô hồi xưa thì cô cũng hay có cái tật, tại vì hồi xưa ba cô là có cái tính là hay chụp hình xong rồi xếp vào album theo thứ tự thời gian. Nên sau này cô cũng bắt chước, cô cũng làm vậy đó, lâu lâu cũng lấy album ra xem. Xong rồi có một lúc không biết tại sao nó chắc dọn nhà. Nên là thì cũng hơi tiếc, nếu mà thất thoát những tấm hình ngày xưa thì hơi tiếc. Tiếc thiệt đó chứ. Tại vì biết rồi, cái kỷ niệm nó nằm trong đầu mình, nhưng mà nếu nó nằm trong tấm hình thì mình nhìn mình vẫn vui hơn. Mà Sean có biết rằng cái thời gian này mình sẽ nghe người ta đốt pháo bông rất nhiều không? Đúng là con, cái mùa này là người ta đốt pháo bông nhiều lắm. Sean thích lắm. Tại bên Việt Nam hồi xưa thì cũng nghe được tiếng pháo, nhưng mà lâu lắm rồi họ cấm không cho đốt pháo nữa. Bây giờ cấm không cho họ, cô cũng chẳng biết. Lâu lắm rồi. Cô chỉ biết rằng là hồi nhỏ cô chỉ nghe tiếng pháo vào cái đêm giao thừa thôi. Tại vì bố mẹ bắt phải thức để nghe nghe pháo nổ lúc nửa đêm. Đúng rồi. Mà nhà cô thì đặc biệt là không có lì xì sáng mùng 1 Tết. Mà sau cái nửa đêm đó pháo nổ xong là lì xì ngay. Làm liền luôn. Làm liền tại chỗ luôn. Đã vậy. Đã vậy. Đã. À, nói cho Sơn nghe. Có bây giờ mình chuyển giọng được không? Cô sẽ nói giọng nam, hai đứa mình nói chứ. Hai cô cháu mình nói. Tại vì thưa quý vị, có khán giả yêu cầu rằng có show nào cô làm nguyên show giọng nam được không? Tại vì cô có làm nguyên show bằng giọng Huế. Vậy đó. Đó, nhưng mà chưa có bao giờ làm nguyên show bằng giọng nam. Thôi thì hôm nào mình làm nguyên show đi. Hôm nay hết giờ rồi. Đúng rồi. Thì cô cũng cảm ơn Sean đã dành thời giờ cho Thanh Lan Show và tất cả các quý vị khán giả của Thanh Lan Show rất là kiểu như là vui khi mà nhìn thấy cô còn khỏe mạnh mà còn ngồi nói chuyện vui vẻ cùng với các khuôn mặt nổi bật của Quận Cam, cũng như là tất cả những nơi nào mà cô đi mà cô có thể quay được thì cô cũng sẽ quay. Cô cũng có qua Pháp quay, cô cũng có qua Canada quay. Hy vọng rằng trong thời gian tới cô sẽ có dịp quay những người Việt tại khắp nơi trên thế giới nữa. Cô cảm ơn Sean đã mời cô lên Sean Lê Show cũng mấy lần rồi chứ nhỉ. Sean cảm ơn cô. Rất là thích nghe những cái câu chuyện của cô. Nói chung là không chỉ là Sean Lê không đâu, mà tất cả những khán giả bên channel của Sean rất là mê cô Thanh Lan. Phải nói là lên là trời ơi vậy họ... chắc hợp ý. Mê lắm, rất là mê cô, cho nên là cô phải xuất hiện thường xuyên nhiều nhiều chút xíu. Khi nào có cái gì mới lạ thì sẽ xuất hiện. Thì cô có hứa với khán giả rằng cuối năm nay cô cố gắng cô cho in lại tập thơ của cô. Tại vì cô ra thơ từ năm 2002 cơ. Tức là cách đây cũng hơn 20 năm rồi. Nhưng mà nó hết rồi. Bây giờ nhiều quý vị yêu cầu quá rồi mình không có. Bây giờ mình phải đi in lại. Ok. Thế nhá. Thanh Lan xin cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình và xin mời Sean Lê gửi đến lời chào tất cả quý vị khán giả của Thanh Lan Show. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cái câu chuyện của cô Thanh Lan cũng như là Sean Lê. Không có cái gì ghê gớm cả, chỉ muốn lên gặp quý vị để mà tâm tình nói chuyện với nhau. Và mong là chúng tôi vẫn nhận được cái sự thương yêu của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Cảm ơn cô. Không có gì. Thế nhá. Bye bye.